Từ ngữ nào chứa tiếng có âm chờ? Từ ngữ nào chứa tiếng có âm g? Tiếng nào mang thanh huyền? Dĩa, ngựa, mía, bìa. Đáp án nào gồm những chữ cái xuất hiện trong từ ngữ sau? Đâu là quả dừa? Tiếng nào mang thanh sắc? Đâu là chữ g? Tên con vật nào có ua? Tiếng to, tía, tô có chung âm gì? Tờ, cờ, giờ, thờ. Đây là gì? Các tiếng thọ, thi, thư có chung âm gì? Chờ, chờ, nhờ, khờ, thờ, thờ, khờ, khờ, thờ. Những tiếng nào dưới đây mang thanh ngã? Đây là cây gì? Câu nào dưới đây thích hợp mô tả hình ảnh sau? Bạn nhỏ ngắm mưa rơi bên cửa sổ. Bạn nhỏ học bài bên cửa sổ. Bạn nhỏ chải tóc bên cửa sổ. Bạn nhỏ nghe bà kể chuyện bên cửa sổ. Tên con vật nào có âm thờ? Tên đồ vật nào có âm n? Tên bạn nào có âm y? Đuổi hình bắt chữ, đây là gì? Bò sữa, sữa chua, bò tót, sữa tươi. Đố bạn biết, nơi nào có mẹ, có cha, tình thương ấm áp đón ta trở về? Công viên, trường học, gia đình, bệnh viện. Điền chữ thích hợp vào chỗ trống sau. Bạn nhỏ tìm được chữ. Điền số thích hợp vào chỗ trống sau. Trong đoạn phim trên có tất cả chữ C. Điền số thích hợp vào chỗ trống sau. Bạn cá kia.
kiếm, giấu chiếc bút chì ở vị trí số. Em hãy nghe và ghép từ với phát âm thích hợp. Nghĩ. Nghe. Ngủ. Em hãy nghe và ghép hình ảnh với âm thanh thích hợp. Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua. Lạc hay còn gọi là đậu phộng. Quả dứa hay còn gọi là trái thơm. Em hãy ghép chữ cái với tên con vật trong hình chứa âm tương ứng. Xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp. Xếp các tiếng vào nhóm thích hợp. Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh. Chọn chữ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau.